khắp thế gian. Ở Tây Phương có một nước Phật hiệu A-di-đà. Nay con xin nguyện, nguyện tinh tấn tu hành, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A-di-đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A-di-đà. Con hướng nguyện về cực lạc A-di-đà. Nguyện một lòng tin thế giới cực lạc, nguyện được vạn sanh thế giới cực lạc, chính phẩm xen vào trong chờ như mẹ trong con, hoa khai kiên Phật ngộ bất sanh bất diệt. Rộng khắp thế gian, ở Tây Phương có một nước Phật hiệu A-di-đà. Nay con xin nguyện, nguyện tinh tấn tu hành, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A-di-đà. Xin phát nguyện lành niệm Phật A-di-đà. Con hướng nguyện về cực lạc A-di-đà. Nguyện một lòng tin